Nhà báo Hằng Nhi, bông hồng thép đang đối đầu bà Phương Hằng, từng bị kỷ luật vì ẩu đả và xúc phạm danh dự người khác. Tiểu sử của người phụ nữ này đang rất được một bộ phận công chúng quan tâm. Nhà báo Hằng Nhi, sinh năm 1977, tốt nghiệp cùng lúc hai trường đại học, Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành báo chí và Đại học Luật, sau đó tiếp tục học thạc sĩ luật. Ngoài nghề báo, cô còn mở văn phòng luật sư tư vấn pháp luật, bào chữa nhiều vụ án. Hằng Nhi làm việc tại Ban Kinh tế báo Sài Gòn Giải Phóng, đã xuất bản hai quyển sách liên quan đến nghề báo gồm 25 tình huống pháp lý đời thường và viết báo và theo đuổi sự kiện. Loạt bài viết về quán Xin Chào của cô đã đạt giải nhất giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34, thể loại phóng sự điều tra. Xin Chào thực sự đã tạo nên một tâm chấn mạnh mẽ trong làng báo chí nói riêng và dư luận cả nước nói chung. Điều đáng nói, người đã tạo nên điều đó là một nữ nhà báo với vẻ bề ngoài dịu dàng thân thiện. Chỉ trong buổi sáng, bài viết bán phở chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày bị khởi tố hình sự của nhà báo Hằng Nhi gây nên cơn bão dư luận khi nhận được hàng trăm ngàn lượt quan tâm, chia sẻ bình luận của các báo, đài bạn và độc giả trong và ngoài nước. Hằng Nhi được đồng nghiệp, độc giả tặng nhiều danh hiệu như bông hồng thép, người truyền lửa truyền thông, người quả cảm đi tìm công lý, người hùng trong làng báo, hiệp sĩ công luận. Chia sẻ về những khó khăn hiểm nguy khi tham gia những vệt bài điều tra, nữ nhà báo Hằng Nhi thật thà nói: bất cứ nghề nghiệp gì cũng có những khó khăn vất vả của nó. Ngay từ lúc đầu lựa chọn viết lách, tôi đã tự dặn lòng mình phải biết đấu tranh cho lẽ phải, bởi thấy sai mà không nói thì đó cũng chẳng khác nào một tội ác. Điều quan trọng sau tất cả, bên cạnh nhà báo Hằng Nhi, luôn có gia đình cùng bạn bè đồng nghiệp luôn ở bên động viên, hỗ trợ cho những cuộc chiến vì lẽ phải. Những ngày gần đây, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện một lần nữa nóng trở lại với ồn ào của loạt nghệ sĩ Việt khi đứng ra quyên góp giúp đỡ người dân nghèo. Trong lúc này, Hằng Nhi cũng gây chú ý khi đưa ra hàng loạt phát ngôn nêu quan điểm về vấn đề từ thiện và đã nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng. Trên trang Facebook có dấu tích xanh của Hằng Nhi đang có hơn 100.000 lượt theo dõi. Mỗi bài viết nêu quan điểm của bà đều nhận về hàng ngàn lượt tương tác và bình luận. Nữ nhà báo từng nhận định, rất lạ là nhiều người ca ngợi nhờ bà Hằng bóc phốt mà phơi bày nhiều sự thật nghệ sĩ ăn tiền từ thiện gì gì đó. Thế nhưng như nói ở điểm 1, lan truyền thông tin mà không có chứng cứ là vi phạm pháp luật. Và thực tế đến giờ, chưa cơ quan nào kết luận nghệ sĩ nào ăn tiền từ thiện cả. Bà chỉ nói cho đã miệng, chứ chẳng cung cấp được chứng cứ nào. Vào hồi tháng 6, cô cũng vừa ra mắt kênh tư vấn pháp luật miễn phí trên YouTube và nhấn mạnh, tiền và pháp luật là hai thứ cần thiết trong cuộc sống con người. Theo Hằng Nhi, tiền nuôi sống con người, không có tiền thì cuộc sống túng quẫn. Còn pháp luật là môi trường sống, không hiểu biết dễ bị sa chân hoặc bị lừa đảo. Kiến thức pháp luật giúp cho mọi người ứng biến được trăm chiều. Nếu chỉ lo tích góp tiền, đến khi ra thương trường kinh doanh, không hiểu luật bị lừa một phát là trắng tay. Thế nhưng có lẽ ít người biết, vào khoảng cuối năm 2012, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Tấn Phong đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với phóng viên Đặng Thị Hằng Nhi, bút danh Hằng Nhi, trực thuộc Ban Kinh tế báo Sài Gòn Giải Phóng vì đã có hành vi ẩu đả và xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác tại nơi làm việc, vi phạm nghiêm trọng nội quy kỷ luật đạo đức tác phong, làm ảnh hưởng đến trật tự kỷ cương kỷ luật và uy tín của cơ quan. Ngoài hình thức kỷ luật nghiêm khắc này, Ban biên tập báo cũng ban hành quyết định điều chuyển phóng viên Hằng Nhi về làm nhân viên khai thác phát hành báo.